Giá heo hơi hôm nay 7 năm tiếp tục biến động trái chiều giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc biến động trái chiều 1.000 đồng trên kg. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc tăng, giảm 1.000 đồng trên kg. Cụ thể, tỉnh Phú Thọ tăng giá thu mua 1.000 đồng trên kg lên mức 53.000 đồng trên kg, ngang với tỉnh Bắc Giang sau khi giảm một giá. Sau khi tăng 1.000 đồng trên kg, heo hơi tại tỉnh Hưng Yên đang được giao dịch ở mức 54.000 đồng trên kg. Các địa phương còn lại duy trì thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 đến 53.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 52.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng nhẹ. Theo ghi nhận, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên được điều chỉnh tăng nhẹ. Trong đó, heo hơi tại tỉnh Quảng Ngãi được thu mua với giá 54.000 đồng trên kg, ngang với tỉnh Lâm Đồng, tăng 1.000 đồng trên kg so với hôm qua. Trong khi đó, tỉnh Quảng Bình tiếp tục giao dịch ở mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng trên kg. 52.000, 53.000 đồng trên kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 51.000 đến 54.000 đồng trên kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tương đối ổn định. Thị trường heo hơi tại miền Nam không ghi nhận nhiều biến động. Trong đó, heo hơi tại tỉnh Sóc Trăng được thu mua với giá 52.000 đồng trên kg sau khi giảm 1.000 đồng trên kg. Cùng thời điểm khảo sát, thương lái tại hai địa phương Đồng Nai và Vũng Tàu duy trì giao dịch heo hơi ở mức 54.000 đồng trên kg. Tỉnh Long An tiếp tục thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng trên kg, cao nhất khu vực. Các địa phương còn lại đang giao dịch ở mức 52.000 đồng trên kg và 53.000 đồng trên kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 52.000 đến 55.000 đồng trên kg. Thân ái chào bà con!